Sau đó mình lấy tất cả các số còn lại trừ cho cái số nhỏ nhất đó. Rồi, thì như ở trên này á là từ từ chờ mình chút. Rồi như ở trên này mình đánh dấu đỏ lên á là số ở cái hàng này là số 70 là số nhỏ nhất nè. Ở hàng B số nhỏ nhất là 40, 35 nè. Rồi tiếp tục lên những hàng còn lại luôn nha. Rồi sau đó rồi mình lấy cái tất cả các số này trừ cho cái số đỏ này thì chỗ này nó sẽ ra là không. Số bên này là 10, 50, 25. Rồi tới bước tới cái bước thứ hai á là mình lấy cái bảng đó mình tiến hành giống như bước 1 vậy á, mà ở đây á là thay vì là mình thấy ở hàng thì mình lấy ở cột mình bắt đầu mình trừ.
Thì cái bảng này nè thì mấy bạn cũng thấy theo cột á thì chỗ nào cũng có số 0 hết rồi á, thì mình không còn, thì trừ số 0 thì nó cũng giống nhau á, chỉ có cái cột cuối cùng ở hàng số ở cái cột số 7 này nè là có số 5 nên mình phải trừ thôi. Rồi tới bước số 3 là những cái hàng nào á, mà những cái hàng nào mà có số 0 á thì mình chọn, thì mình khoanh tròn cái số 0 á lại rồi mình gạch suốt cột. Còn nếu mà mình chọn cột á, con chọn cột có số 0 á thì mình sẽ gạch gạch theo cái hàng. Thì với cái công việc A đầu tiên này nè thì có hai số 0 nên mình bỏ qua, mình đi qua cục B này có một số 0 này thì mình khoanh tròn cái số 0 này lại. Và tương tự như những hàng hàng xe này cũng có một số 0 nè. Rồi hàng hàng D này cũng vậy. Rồi còn hàng F này có, hàng F này có hai số 0 nên mình để lại. Đây. Khoan, cho mình bắt đầu lại, cho mình bắt đầu lại. Làm máy nên mình quên. Cái hàng cột A đầu tiên có hai số 0, mình bỏ qua. Ra cột B có một số 0, mình khoanh tròn số 0 đó lại rồi mình gạch xuyên suốt cột luôn. Rồi tới hàng C có một số 0 này thì mình cũng gạch xuyên suốt cột luôn. Rồi tới tới hàng D cũng vậy, cũng gạch xuyên suốt cột luôn. Tới hàng tới hàng E này có một số 0 này cũng gạch xuyên suốt cột luôn. Đến hàng tới hàng F này thì còn một số 0 này thôi, tại vì những số 0 tại số 0 này đã bị gạch rồi nó không tính nữa. Hàng G cuối cùng này cũng khoanh tròn lại rồi gạch luôn. Rồi mình quay lại cái cột A lúc nãy á, nãy mình nói là còn hai số 0 mình bỏ qua, thì bây giờ số 0 đó bị gạch chỗ này rồi nên chỉ còn lại một số 0 chỗ này thôi. Một số 0 ở chỗ cột số 5 á thì mình sẽ chọn cột đó rồi khoanh tròn lại rồi gạch xuyên suốt hàng.
Rồi sau khi gặp thầy nói thì tất cả các công việc với lại tất cả các máy đều đã được xếp với nhau rồi, thì sau đó mình sẽ ghi kết luận ra thôi. Là như là A, công việc A thì xếp vô máy được thực hiện trên máy số 5 với thời gian là với thời gian thực hiện là mình so lại vô trong cái đề ban đầu á là 7 giờ 70 giờ cái đề ban đầu đây mình so vô chỗ công việc số 5 chỗ này của máy A thì so ra là 70 giờ, rồi những công việc khác á cứ nhìn vô cái số 0 này nè, rồi mình cái số 0 mà mình đã khoanh tròn á, rồi mình so lên đáp án trên này thì nó sẽ ra chỗ này thì công việc, ví dụ như công việc B với thực hiện ở trên máy 3 với thời gian là 35 giờ. Rồi máy C cái này là máy xe thì ủa sao nó cứ bị lỗi. Ui thôi chỗ đó là máy xe nha mọi người, mình đọc kết quả luôn nha, máy xe là chỗ đó ABC, chỗ này cứ theo à rồi, ok cảm ơn mọi người. Chỗ đó là máy xe là máy số 6 với thời gian thực hiện là 25 giờ. Bảng này mình không có kéo lên được nên mọi người tự dò trên bảng nha. Đây là của máy số 4. Thời gian thực hiện là 50 giờ. À, lúc mình trình bày thì mình cũng làm theo giống như vậy luôn các bạn. À, khi mà làm á mình nghĩ là mọi người có thể làm tắt được, tại vì mình vẽ ra cho mọi người dễ hiểu á, chứ thiệt ra là mình hiện nay là làm tắt cũng được chứ không sao. À, Ê, rồi mình trình bày mình có một câu hỏi là ý là tại sao cái bảng gần chỗ kết luận đó mình thấy bạn khoanh toàn số 0 chỗ đó, nhưng mà tự nhiên bạn kết luận ở dưới toàn 35 rồi 25 rồi 50 giờ đó ở đâu vậy? Bạn có thể cái chỉ. số này nãy mình nói là ở trên đề chỗ này nè, ví dụ như cái cột không số số 5 này là của công việc A thì mình dò lại trên bảng đề ban đầu á là 70 nè, rồi công việc B cũng vậy, số 3 này là 35 nè, rồi tương tự với mấy cái kia cũng vậy. C là khoanh tròn số này ở công việc C là của máy 6 là đây nè 25 nè, rồi công việc D là số 0 của máy 4 ở đây 50, rồi công việc E của máy 1 là đây
đó, kiểu nó mình cứ đi theo cái dòng tròn đó rồi mình so với cái đề ban đầu mà thầy mà đề mà thầy cho á. Đúng chứ bạn. Mình cảm ơn. Rồi sau khi mình kết luận mấy công việc này ra hết rồi thì mình tính tổng thời gian thực hiện. FVG. FVG mình lộn, xin lỗi nha. Rồi, cái đó của mấy rồi của mấy hai nha. Tại mình gõ lộn á. Rồi. Nếu mà sau khi gặp cuộc với khách hàng mình làm rồi á, mà đã xác định được đầy đủ hết tất cả công việc rồi á, là đầy đủ á, là công việc nào cũng được xếp vô, ví dụ công việc A đều có máy xếp vô, công việc B cũng có máy xếp vô hết rồi, A B C D E F G đều xếp vô có làm việc trong máy hết rồi á, thì mình không cần phải gặp nữa, mình kết luận luôn. Còn nếu mà ví dụ như có bài thì cho làm nó mình gạch xong luôn rồi nhưng mà các công việc chưa được xếp vô đầy đủ hết á, ví dụ như dư ra một công việc không có máy nào, không có làm cho máy nào hết á, thì mình vẫn sẽ thực hiện lại, bắt đầu từ bước cơ thì mình sẽ quay lại bước số 3. Cái bước số 3 cái bảng nãy mình làm á là mình chọn số 0 á, mình khoanh tròn lại mình vẽ tiếp á. Khó nói quá vậy. Tại trong trong sách đó có một cái bài ví dụ mà thầy có cho rồi á, nên là cái bài đó mọi người coi lại cũng được. Thầy có cho trong sách á, chỗ trang 62 á, thì trong đó trong giáo trình của thầy có một cái bài là nó kiểu như là có một công việc nó bị dư ra, nó không có làm việc cho máy nào hết á, thì thầy có ghi rõ cách thực hiện trong đó rồi, nên mọi người coi lại nha. Được 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 không Nhung ơi? Rồi, vậy bây giờ mình tiếp nha, là cái tiếp theo là sau khi kết luận các máy rồi thì mình tính tổng thời gian thực hiện á. Thì mình chỉ cần lấy tổng của tất cả các giờ chỗ này nè. Đây nè, giờ 70, 35, 25, 50, 25, 55, 100 này nè. Mình cộng hết tất cả các cái này lại là mình không thực hiện cái tính thế này nha, mình cộng lại hết thì kết quả của mình ra là 360. 360 giờ. Thì 360 giờ này là min. Mình kết luận. Cái mục tiêu. Rồi, 360 giờ này là min. Rồi là mình như vậy là mình xong câu A rồi á, là bây giờ mình qua câu B á. Rồi khi mà qua cái câu B là không có cái công việc nào á lớn hơn hoặc bằng 100 giờ, nghĩa là công việc nào cũng phải thực hiện dưới 100 giờ hết. Nghĩa là tất cả các số trong đề bài này nè, cái nào mà trên 100 giờ hoặc là bằng 100 giờ đều bỏ hết. Thì chờ mình trong giây lát. Thì những cái chút xíu, chút xíu. Rồi những cái số nào mà trên một rồi những cái số nào mà trên 100 á thì mình đánh dấu ít lại, như cái chỗ này thì đánh dấu ít nè, là mình bỏ những cái số đó.
Ồ, bé quá à. Rồi, để mình phóng cái này lên. Rồi, thấy lớn hơn chưa mọi người? Rồi mình tiếp nha, tại cái câu bên này nè, dạy riêng cái câu bên này nè, thầy cho á, thì nó cái công việc rồi nè, nó bị loại trừ hết rồi, cái công việc của nó bị loại trừ hết rồi, mọi người thấy đó, nó cái hàng này nè đều đánh dấu ít hết trơn, nên là cái bài toán này mình nghĩ là không cần phải tiếp tục giải đâu, tại vì giải nó cũng không ra nữa, nên là chỗ này mình có thể kết luận luôn là bài toán không giải được. Có luôn bài toán không giải được vì nếu mà dưới dưới 100 giờ thì không có đáp án. Án vì thế phương án trên là phương án tối ưu. Cái bài một của mình á là chỉ có nhiêu đó thôi á, còn mọi người có thắc mắc gì nữa không? Thầy Quỳnh có ý kiến. Nhung cũng có ý kiến không? Nhung, mình trả lời của Nhung trước nha. Tại Nhung á nãy hỏi là không cái chỗ G này nè, nãy Nhung thấy cái chỗ G đây nè, mình đánh dấu ít hết trơn rồi, tại vì mình đã loại trừ nó hết rồi, do cái đề yêu cầu á là không có công việc nào lớn hơn hoặc bằng 100 giờ, nghĩa là tất cả công việc đều phải được thực hiện dưới 100 giờ. Nên là để mình gõ ở đây, nghĩa là tất cả công việc, tất cả công việc là đều đều phải thực hiện dưới 100 giờ. Sai chúng ta nữa. Nên là tất cả công việc đều phải thực hiện dưới 100 giờ, nên nãy á, thì cái đề bên này nè thì tất cả cái số nào mà trên 100 hoặc là bằng 100 thì mình đều bỏ hết á, thì riêng cái G chỗ này, cái công việc G chỗ này á, nó bỏ hết trơn rồi, nó không còn thực hiện gì nữa, nghĩa là bài toán đâu còn giải được nữa đâu. Mình giải thích như vậy Nhung được chưa Nhung? Còn nãy thuộc anh á hỏi là nếu mà giải tiếp á thì kia, nếu mà giải tiếp á thì mình giải giống y hệt như cái câu A vậy á, mình cũng bắt đầu cũng chọn hàng, cũng cũng làm theo từng bước y chang như bài, như y chang như câu A vậy vậy á, thuộc anh là cứ chọn ra cái số nhỏ nhất, xong rồi ví dụ như giống như cái hàng này, hàng A chọn ra số nhỏ nhất, xong lấy tất cả các số khác trừ cho cái số đó, rồi qua bước 2 á là trừ theo cột, là cột đó chọn cái số nhỏ nhất, rồi lấy tất cả các số của cột đó trừ cho cái số nhỏ nhất đó, rồi cũng tiếp tục theo bước 3 là mình chọn số 0, rồi mình gạch công việc y chang như vậy á. Rồi nếu mà mình gạch đáp án á thì mình kết luận là phương án B này là phương án tối ưu, còn nếu mà mình không ra đáp án á, nghĩa là mình cũng không ra đáp án luôn á, thì mình kết luận y như Huyền kết luận thế này nè, là bài toán không giải được, thì phương án trên là phương án tối ưu nhất. Rồi được không? Mà giải thích được vậy được không Thục Anh? Như vậy câu này, câu bài 1 này nè, thì mọi người không có thắc mắc gì nữa đúng không? Thì mình chuyển qua bài 2 nha. Mọi người không có thắc mắc gì nữa đúng không? Nên vậy thì mình nhường cho bạn khác lên giải bài 2 nha. Các bạn. Rồi mình dùng cho bạn Hằng lên giải bài 2 nha.
cũ khóa 41. Cái đề vừa rồi á, mấy bạn làm chung luôn đi ạ. Đầu tiên cái bài này là bài hoạch định chiến lược tổng hợp. Để làm được cái bài này thì mình phải qua 5 cái bài nhỏ để mình chọn ra được chiến lược hợp lý. Và nếu cái chiến lược được chọn á, là chiến lược có tổng chi phí là nhỏ nhất. Sau đây là mình sẽ bắt đầu từ cái chi phí đầu tiên, từ cái bài nhỏ đầu tiên. Có 5 cái bài nhỏ ở bên góc bên này mình đã liệt kê ra rồi á. Giờ mình sẽ giải cái bài đầu tiên là sản xuất bằng nhu cầu trung bình nha. Mấy bạn tính nhu cầu trung bình ra trước đã. Về cái tháng đầu tiên á, không, về cái đề nó cho tuần đầu kỳ của tháng 1 là 20, là 200 sản phẩm. Cho nên là cái nhu cầu trung bình của tháng 1 này mình không còn là 1.800 mà mình sẽ trừ đi 200 cái của cái tuần đầu kỳ để ra nhu cầu thực tế để mình tính cho 6 tháng nha. Sau đó là cộng hết các tháng còn lại. Mình chia cho 6. Là mà lấy mình sẽ làm tròn lên, tại vì cái sản phẩm nó không thể nào mà lẻ như vậy được, cho nên là mình làm tròn lên 2.517 sản phẩm nè. Tiếp theo là mình cần lập cái bảng dự báo nhu cầu và cái bảng dự báo nhu cầu mức sản xuất và tồn kho tích lũy để mình tính cái chi phí. Đầu tiên là tháng. Đó là dự báo nhu cầu.
Tiếp tới là mức sản xuất. Cuối cùng là tồn kho. Dự báo nhu cầu của tháng 1 là một là ở bên này nè là 180, nhưng mà do cái tuần đầu kỳ á là 200 rồi, cho nên là dự báo nhu cầu là như vậy. Nhưng mà thực tế thì mình chỉ cần sản xuất là 1.600 thôi, còn mấy cái tháng còn lại á thì mình cứ giữ nguyên cái đề ở trên này nha. Tiếp theo là mức sản xuất. Vì vì cái chiến lược này á là sản xuất bằng nhu cầu trung bình, cho nên là nhu cầu trung bình mình tính ra sẵn rồi, giờ mình chỉ cần đem cái mức nhu cầu trung bình đó mình đặt vào sản xuất là được. Sản xuất như vậy cho tất cả các tháng trong cái bài của mình luôn. Ấy. Đó là mình tính tồn kho, mình lấy mức sản xuất trừ cho nhu cầu, mình sẽ ra tồn kho. Tồn kho tháng 1. Tồn kho tháng 2 á thì mình vẫn lấy mức sản xuất của tháng 2 trừ cho cái nhu cầu của tháng 2, cộng dồn thêm mức tồn kho của tháng 1 nữa để ra tồn kho của tháng 2 nha. Tiếp tục làm vậy cho 4 tháng còn lại. Các bạn tới đây chưa? Sau đó mình sẽ tính tổng. Tổng nhu cầu của 6 tháng. Tính tổng mức sản xuất và tổng mức tồn kho luôn. Chi phí của chiến lược 1. Chi phí của chiến lược sản xuất bằng nhu cầu trung bình sẽ bao gồm chi phí sản xuất trong giờ, chi phí tồn kho. Và ở đây có thêm một loại chi phí nữa là chi phí đào tạo. Mình sẽ đi từng cái chi phí. Đầu tiên là chi phí sản xuất trong giờ. Nó sẽ bằng mức sản xuất trong giờ nhân với chi phí sản xuất trong giờ ở bên này, ở trên cái đề nha mọi người. Tiếp theo là chi phí tồn kho. Sẽ bằng tổng cái tồn kho xong nhân với chi phí tồn kho ở bên đề. Tiếp theo cái cuối cùng mà mình muốn nói là chi phí đào tạo. Tại sao lại có cái loại chi phí đào tạo này mà cái bài của trong sách của thầy lại không có? Tại vì ở đây á, cái mức sản xuất của tháng 12 năm trước là cái này nè. Nó là 1.200 sản phẩm. Trong khi tháng 1 của mình tới 1.800 lận. Nó chênh nhau 600 sản phẩm. Mà cái mức chênh này là nó tăng lên, để chuyển từ tháng này qua tháng kia mà tăng lên như vậy á, thì mình phải đào tạo thêm nhân công để họ làm.
cho nên là nó phát sinh cái loại chi phí đào tạo này bằng bằng cái nhu cầu của tháng bằng cái nhu cầu của tháng 1 trừ đi cái mức sản xuất của tháng 12 tháng 12 năm trước nhân với cái chi phí đào tạo. Cục E là cục nào vậy Nguyễn? Cái đó là cái lúc nãy á Hằng ơi. Bây giờ làm tiếp đi. Chờ một chút nha mọi người. Hằng ơi, mình có ý kiến nè. Ừ, nếu Sao? mà cái chi phí đào tạo đó vậy thì nếu mà cái mức sản xuất của tháng 12 với lại mức sản xuất của tháng 1 á mà nó mức sản xuất của tháng 12 mà lớn hơn tháng 1 á thì chỗ đó thì nó sẽ là chi phí gì vậy? Đó là chi phí sa thải nha. Cảm ơn Hằng nha. Nếu mà mức sản xuất của tháng 1 lớn hơn tháng 12 của năm trước là cái nhu cầu nó tăng thêm á thì mình sẽ cần phải đào tạo thêm nhân viên nhân công để họ làm ra cái mức sản xuất tăng thêm đó. Còn bây giờ nếu mà nhu cầu nó thấp hơn cái mức sản xuất của tháng 12 năm trước thì cái lượng nhu cầu nó bị sụt giảm thì bây giờ mình phải cắt nhân viên đi thì mình phải nhân với chi phí sa thải nha. Mình hơi bị nhầm cái khúc chi phí đào tạo này. Chi phí này đào tạo này á ngay cái chỗ mà 18 đây nè. 1.800 á. Mình sẽ thay nó bằng cái mức sản xuất trung bình nha. Rồi sau đó là tổng chi phí của chiến lược 1. Mình cộng hết mấy cái ở trên lại. Thì mình sẽ qua cái chiến lược thứ hai là sản xuất bằng hợp đồng phụ. Vậy sản xuất thì sản xuất theo cái nhu cầu của à quên. Sản xuất bằng hợp đồng phụ này á thì nó phải vô ra nó phải người cái mấy cái người công nhân trong nhà máy đó họ không có thể nào mà ngồi chơi được để người ta sản xuất hết bằng hợp đồng phụ thì bây giờ họ sẽ sản xuất trong giờ bằng cái nhu cầu của 6 cái tháng này nhưng mà là nhu cầu thấp nhất thì là ở tháng 3 nha. Sau đó cái phần dôi ra của mấy cái tháng còn lại á sẽ được sản xuất bằng hợp đồng phụ.
Cho nên là bây giờ mình không cần kẻ bảng cho cái này, mình tính luôn. Đầu tiên là chi phí sản xuất trong giờ. Bằng cái nhu cầu của 6 tháng này, mà cái tháng thấp nhất á, là tháng 3, nhu cầu là 1.700 nhân cho 6 tháng, rồi nhân cho cái chi phí sản xuất trong giờ. Xong tiếp theo mình sẽ cái phần sản phẩm còn lại á, mà chưa được sản xuất thì bây giờ họ sẽ sản xuất bằng hợp đồng phụ, cho nên là mình phải tính chi phí sản xuất bằng hợp đồng phụ. Thì nó sẽ bằng cái tổng nhu cầu ở trên này, mình lấy tổng mình trừ đi đã, để nó ra cái mức sản xuất bị dư á mọi người. Trừ đi à, hiện giờ là nó đã ra cái phép tính này, nó sẽ ra cái mức cái sản phẩm mà chưa được sản xuất trong giờ, mà mình phải ấy bằng mình phải sản xuất bằng hợp đồng phụ. Xong giờ mình tính chi phí thì mình phải nhân thêm với cái giá tiền của sản xuất bằng hợp đồng phụ nữa. Có thể là như vậy. Vẫn giống như cái ở trên thì bây giờ mình vẫn phải tính chi phí đào tạo nha. Cái chi phí đào tạo này á, nó không có phải là bằng mức sản xuất ở trên, mà nó không có phải bằng mức sản xuất trung bình ở trên này, mà nó sẽ bằng cái mức sản xuất mà mình tính để, mình lấy để mình tính mình sản xuất trong trong giờ á, là 1.700 trừ cho cái mức sản xuất của tháng 12 nhân cho chi phí đào tạo. Tiếp theo là mình tính tổng cái chiến lược 2. Bây giờ là chiến lược 3, sản xuất bằng làm thêm giờ. Vẫn như cái chiến lược sản xuất bằng hợp đồng phụ, mình sẽ sản xuất trong giờ bằng với cái nhu cầu của tháng thấp nhất của 6 cái tháng này. Cho nên là mình cũng không cần kẻ bảng. Còn cái sản phẩm mà chưa được sản xuất trong giờ thì mình sẽ bù đắp bằng việc sản xuất bằng làm thêm giờ. Cho nên chi phí sản xuất trong giờ
sẽ bằng cái ở trên này cho, tại vì mình sẽ tính cái phép tính nó giống nhau quá, cho nên là mình lấy luôn cho nó nhanh. Tiếp theo là chi phí. Sản xuất bằng hợp đồng phụ. Bằng làm thêm giờ chứ. Mình vẫn sẽ lấy cái tổng mức, tổng dự báo này, xong mình trừ đi nhu cầu của tháng thấp nhất nhân với 6 tháng. Rồi mình nhân với cái chi phí sản xuất bằng làm ngoài giờ. Vẫn tính chi phí đào tạo. Nó giống cái ở trên nha mọi người. Nó tính tổng. Thì mình sẽ làm cái bài thứ tư là sản xuất bằng nhu cầu. Kể lại cái bảng. Sau đó, vì là tuần đầu, đề nó cho là tuần đầu kỳ. Mà cụ thể là tuần đầu kỳ của tháng 1 là 200 sản phẩm. Cho nên là mình sẽ tính cái nhu cầu thực tế. Cái nhu cầu đầu tiên từ cái tuần. Còn mấy tháng còn lại không có tồn á, thì mình giữ nguyên. Nó cho mức sản xuất của tháng 12 là bằng 1.200. Mình ghi ra đây nha. Ngày 200 sản phẩm. Bây giờ mình sẽ tính cái cầu tăng hay là cầu giảm cho cái bài này. Sẽ so sánh cái tháng 1 với lại cái tháng 12, rồi so sánh tháng 2 với tháng 1, cái nhu cầu thực tế này nè, để coi thử nó tăng hay là nó giảm nha. Đầu tiên cái tháng 1 á là 1.600 so với tháng 12 là nó tăng, mà nó tăng cụ thể á là bằng 400 sản phẩm. Cái đó mình sẽ so sánh 5 cái tháng còn lại y chang như vậy. Bây giờ mình chỉ cần điền cầu tăng hay cầu giảm thôi.
Cái nào cầu tăng thì mình điền trên ô cầu tăng, mà cái nào cầu giảm thì mình điền trên ô dưới ô cầu giảm nha mọi người. Mình sẽ tính tổng. Rồi. Cái chiến lần lượt này á thì mình phải tính tổng tổng chi phí, nó sẽ bằng sản xuất trong giờ cộng với chi phí đào tạo và chi phí sa thải. Chi phí đào tạo á thì mình sẽ căn cứ vào mức cầu tăng và tổng lượng cầu tăng ở bên này. Còn chi phí sa thải thì mình sẽ tăng căn cứ vào tổng lượng cầu giảm ở bên cái cuộc tổng mà mình vừa tính ra á. Mình sẽ đi tính chi phí nha. Chi phí sản xuất trong giờ này á, nó sẽ bằng cái nhu cầu thực tế, tổng nhu cầu thực tế nhân ai da tổng nhu cầu thực tế nhân với cái chi phí sản xuất trong giờ mà ở trên đề bài họ đã cho. Rồi. Giờ mình tính chi phí đào tạo. Căn cứ theo cái mức cầu tăng thì bằng tổng mức cầu tăng nhân với chi phí đào tạo. Sau đó là tính chi phí sa thải. Cũng tương tự như là đào tạo thôi, giờ mình lấy tổng mức cầu giảm nhân với chi phí sa thải. Rồi giờ đến tổng tổng cái chi phí của cái phương án thứ tư này. Còn một cái bài nữa là sản xuất bằng kỳ trước. Mà kỳ trước á, thì là tháng 12 đó. Tháng 12 mức sản xuất của nó là 1.200 sản phẩm nè. Đối với cái bài này thì mình vẫn phải kẻ bảng nha. Kẻ lại cái bảng. Nhu cầu này mình phải trừ đi cái tồn kho.
do nó cái mức sản xuất bằng kỳ trước. Tất cả các tháng. Rồi. Các bạn thấy cái nhu cái sản xuất á, nó hiện giờ cho tất cả các tháng nó đang bé hơn cái nhu cầu, cho nên á là mình phải giờ có hai phương án lựa chọn: một á là sản xuất bằng hợp đồng phụ, và hai là sản xuất bằng làm thêm giờ. Cái thay sản xuất làm ngoài giờ là 15 ngàn, mà sản xuất bằng hợp đồng phụ là 17 ngàn. Cho nên nếu mà là doanh nghiệp á thì người ta luôn muốn cái chi phí của mình nó sẽ là thấp nhất để đảm bảo cái mức độ lời á, lợi nhuận là cao nhất. Cho nên là với cái người doanh nghiệp sản xuất á thì người ta luôn luôn sẽ chọn cái phương án có chi phí thấp là sản xuất ngoài giờ. Cho nên là cái nhu cầu cái còn lại á về cái sản xuất bé hơn cái nhu cầu, cho nên cái giờ mình phải tính sản phẩm mà làm thêm giờ để đáp ứng đủ cái nhu cầu nha. Bên rồi. Sẽ bằng nhu cầu trừ sản xuất, tính tương tự do 6 tháng cho 5 tháng còn lại. Mình tính tổng. Mình tính tổng cho hai cái hàng ở dưới luôn. Giờ mình sẽ đi tính chi phí. Chi phí sản xuất trong giờ thì bằng cái thì nó sẽ là cái tổng của sản xuất bằng cái kỳ trước á, cái tổng mình tính ở bên này rồi nè, nhân cho chi phí sản xuất trong giờ là 10.000, tiếp sau đó là chi phí sản xuất ngoài giờ. Chi phí sản xuất ngoài. Cái này ở trong sách có cái bài mẫu của thầy á, nó còn tính tính cả chi phí tồn kho nữa. Chi phí tồn kho này nó chỉ xuất hiện khi mà cái nhu cầu nó lớn hơn cái mức sản xuất trong giờ của tháng trước á. Ví dụ như nhu cầu của tổng 6 tháng là 3.200, nhưng mà mức sản xuất trong giờ của cái tháng trước, à không, nói lại nha. Ví dụ nhu cầu của 6 tháng này, 6 tháng mà đề bài cho á, tổng lại là 3.200. 6 tháng ban đầu á, tổng lại là 3.200 nha. Xong cái mức sản xuất ngoài giờ này nè, họ cho tháng trước là 500 đi. Xong bây giờ 500 mà nhân 6 là chỉ có 3.000 thôi. Cho nên cái tồn kho á, là mình lấy cái nhu cầu trừ đi cái sản xuất.
Ừ, là 200. Nếu mà cái đề nó cho như vậy á thì cái tồn kho ở bên này mình mới phải tính. Còn ngoài này thì cái bài của mình hiện tại á là sản xuất nó không đáp ứng đủ nhu cầu. Mình phải làm ngoài giờ để mình đáp ứng thêm á, cho nên là cái tồn kho này nó bằng không nha. Rồi, mình tính tổng cái chi phí của phương án thứ năm. Rồi, sau khi đã có được chi phí của tất cả 5 phương án rồi thì bây giờ mình phải chọn cái chi phí nào mà có cái à không, mình phải chọn cái phương án nào có chi phí thấp nhất để mình lựa chọn mình làm. Bây giờ cái chi phí thứ năm á, phương án thứ năm là tới 19 triệu. Hai chi phí thứ ba, thứ tư là 17 triệu, ngang ngang nhau rồi. Ơi. 19, 18 với 17, trong đó chi phí cái phương án thứ nhất á là 17 triệu 300 nhiêu đó. Còn hai cái ở dưới nè là 17 triệu 800 đó. Cái này. Thì bây giờ mình thấy là cái này. Cái thứ tư với cái đầu tiên. Mình đem cái thứ tư lên đây luôn đi. Đây. Giờ hai cái này nó ngang nhau nhất. Giờ mình chọn mà giữa đâu rồi? 173 triệu 436 ngàn với 173 triệu 800 thì mọi người đương nhiên sẽ chọn cái phương án mà có cái chi phí thấp hơn rồi, là phương án đầu tiên với tổng chi phí là 173 triệu. Lộn nữa rồi. Đó. Cho nên cái bài này mình phải giải năm cái chiến lược ra, xong rồi mình chọn cái chi phí nè, cái chiến lược nào có chi phí thấp nhất rồi mình kết luận. Giờ mình đã chọn được cái chiến lược một có chi phí thấp nhất rồi, mình phải đi kết luận nha. Không kết luận là bị trừ điểm nha mọi người. Vậy. Còn ai thắc mắc bài này không ạ? Chi phí tồn kho. Tồn kho chỗ khúc nào vậy Phương Khanh? Phương Khanh ơi. Bằng không. À, ngay cái chỗ tồn kho này đúng không? Bây giờ mình xóa cái khúc này đi đã.
Xét với cái đề bài này trước nha. Cái đề bài này á, mình sản xuất bằng kỳ trước. Mà kỳ trước là tháng 12 á. Tháng 12 trên này đề cho nè. Đề cho là 1.200 sản phẩm. Mà nó nói là sản xuất bằng kỳ trước đúng không? Giờ mình, cái hàng sản xuất á, mình điền 1.200 vô. Mình điền hết 6 tháng. Xong xong bây giờ mình coi nè, sản xuất là 1.200 trong khi nhu cầu của nó là 1.600. 1.600 với lại mấy cái tháng khác nó cũng cái mức sản xuất á, nó không có đáp ứng đủ cái nhu cầu của người ta á. Cho nên là mình phải sản xuất ngoài giờ. Mà sản xuất ngoài giờ thì mình đâu có tồn kho đâu đúng không? Cho nên là cái chi phí tồn kho của mình ngay cái chỗ này bằng nó bằng không. Chi phí tồn kho chỗ này nó là một số khác. Khi mà cái nhu cầu của 6 tháng này nè, 6 cái tháng này mình giả sử thôi là 3.200. Nhưng mà sản xuất cái sản xuất bằng với kỳ trước á, là kỳ trước nó cho 500 đi. Và bây giờ mình 6 tháng đúng không? Mình phải phải lấy 500 nhân với 6 tháng. Nó sẽ là 3.000. Thì cái 2.000 còn lại á, quên quên, xin lỗi, chỗ này nó là 2.800 đi. Hai cái chỗ, nếu mà nhu cầu là 2.800 mà mình sản xuất là 3.000, vậy thì cái tồn kho có phải là mình đang sản xuất là 3.000 nhưng mà nhu cầu của người ta chỉ cần có 2.800 thôi, mình dư ra 200 sản phẩm, thì 200 sản phẩm này sẽ là tồn kho cho cái kỳ sau nữa là tháng 7 á. Thì bây giờ nó sẽ phát sinh cái chi phí tồn kho cho 2.000 sản phẩm này. À quên, 200 sản phẩm này. Được không ạ? Phương Khanh ơi, được chưa? À, vậy còn ai thắc mắc bài này nữa không ạ? À, lát mình không, bạn nào mà cần cái file bài này á thì nhắn tin riêng cho mình, còn không thì không, cái bài này á thật ra là lớp mình đã gửi cho lớp trưởng rồi, lớp trưởng đăng lên cái gì ta, cái link Divide hôm bữa lớp trưởng đăng lên trên Facebook lớp rồi á mọi người. Còn nếu mà ai muốn lấy lại cái này thì mình sẽ cho, nhưng mà nhắn tin riêng giùm mình nha. Còn ai thắc mắc nữa không ạ? Không thì mình sẽ chuyển cho bạn Quỳnh. À, cảm ơn mọi người. À, xin chào mọi người, mình sẽ tiếp tục giải câu 3 của câu cuối cùng của đề K44 hả? Thì câu này là thuộc về chương 5 hoạch định nhu cầu vật tư. Thì đầu tiên chúng ta đọc yêu cầu của đề, đó là xác định nhu cầu vật tư S cần cung cấp, thì chúng ta sẽ tiến hành làm câu đầu tiên ạ. Khi xác định vật tư S cần cung cấp thì chúng ta sẽ tiến hành kẻ bảng. Cột đầu tiên là tuần, tiếp theo là tổng nhu cầu của S. Tuần thì chúng ta, ý là ban đầu mình chỉ đánh số, ban đầu mình không thể xác định số tuần cụ thể ban đầu trước được ý ạ. Mình cứ ấy số đại tầm tầm ra đây là được. Xong rồi, tổng nhu cầu ở S ở đây thì chúng ta sẽ tính bằng cách là
lấy cái tuần 1 đây này, lấy số 1 tuần đầu tiên thì mình lấy 1 cộng với cái nhìn vô sản phẩm A là cần 2 tuần thì mình lấy 1 cộng 2 là ra 3, nhưng mà nhìn ở trong cái bảng của sản phẩm A này là không có cái tuần 3 nào hết nên là mình bỏ qua. Xong rồi xét đến sản phẩm B, kiểu như là mình xác định nhu cầu S của trong từng sản phẩm á. Thế tới sản phẩm B thì mình lấy tuần số 1 cộng với 5 tuần là ra 6 tuần. Vậy thì ở đây có tuần số 6 là 50 ạ. Là 50. Rồi nhìn tiếp là tuần vẫn lấy 1 ở đây. Xong rồi cộng với thêm 3 tuần của sản phẩm C thì chúng ta sẽ ra 4. Thì ở trong cái bảng này là không có tuần số 4. Vậy là tổng nhu cầu S ở tuần 1 ở đây là kết thúc rồi. Rồi tới tuần thứ 2 thì mình sẽ lấy 2 ở đây cộng với 2 tuần ở trên đề. Ô, mọi người có thấy rõ mà hình như nó hơi, màn hình hơi nhỏ. Bây giờ mình tiếp tục làm tuần thứ 2 thì lấy 2 ở đây, 2 tuần cộng thêm 2 tuần của sản phẩm A cần ở đây là ra 4. Thì nhìn trong cái bảng về nhu cầu S của bạn sản phẩm A ở đây á, thì không có tuần số 4 nên là mình bỏ qua ở bảng đầu tiên. Tiếp theo xét tới bảng của sản phẩm B thì lấy 2 tuần đây cộng với 5 là ra tuần thứ 7, thì ở đây cũng không có nên là mình bỏ qua. Tiếp đến là mình sẽ lấy 2 cộng với 3, thì ở bảng này cũng không có tuần số 5 luôn ạ, nên là ở tuần thứ 2 tổng nhu cầu S cho sản phẩm ABC sẽ là 0. Tiếp đến tuần thứ 3 thì ta sẽ lấy 3 cộng với 2 ở đây là ra 5. Thì ở bảng đây có tuần số 5 là sẽ là có 55 ạ. Rồi mình lấy 3 cộng cho 5 ở đây là ra 8. Vậy thì ở đây cũng có 8 thì mình sẽ lấy ở đây là 25. Xong rồi mình sẽ tiếp tục lấy 3, xét trên sản phẩm C là lấy 3 cộng 3 là ra tuần số 6, thì ở đây có nhu cầu về S là 25. Là mình ghi 25. Tiếp đến là mình sẽ xét thêm tuần thứ 4 nữa. Tuần thứ 4 lấy 4 cộng 2 là ra 6, thì xét vào sản phẩm A thì không có tuần số 6 thì bỏ qua. Tới sản phẩm B là lấy 4 cộng 5 là ra 9, là ở đây có 30 thì mình sẽ điền 30. Xét đến sản phẩm C thì lấy 4 cộng cho 3 tuần cần cho sản phẩm C này thì ra 7, là ở đây có 7 thì mình viết 30 ở đây ạ. Tiếp đến sẽ là tuần số 5, xét ở bên này thì mình lấy 5 cộng cho 2 tuần của sản phẩm A đây là ra 7, thì chúng ta sẽ điền 40. Xét đến sản phẩm B lấy 5 cộng cho 5 tuần ở đây là ra 10, thì ở đây thì không có tuần số 10 ạ. Xét thì mình bỏ qua. Xong đến sản phẩm C là lấy 5 cộng 3 là ra 8. 8 ở đây thì có con số 8 nên là mình viết 25 ở đây. Rồi tụi mình sẽ chuyển, khi mà xét hết ba cái bảng này hoàn thành xong thì mình sẽ cứ chuyển dần 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 sang các tuần tiếp theo ạ. Rồi tới tuần số 6 là 6 của sản phẩm A, 6 cộng 2 là ra tuần 8, ở đây có 25. Của sản phẩm B là lấy 6 cộng 5 là 11, ở đây có tuần 11 thì điền thêm 20 rồi. Và sản phẩm C thì lấy 6 cộng cho 3 là ra 9, là 55. Tiếp đến là chúng ta sẽ xét đến tuần thứ 7 thì lấy 7 cộng 2 ở đây là ra 9, thì ở bảng A này là không có. Tiếp đến mình xét tới bảng B là lấy 7 cộng 5 là ra 12. Chúng ta sẽ điền 10, sẽ điền nhu cầu S của tuần thứ 12 ở đây ở 45. Và tiếp đến của cho sản phẩm C là 7 cộng cho 3 là 10, thì xét ở bảng của C là không có 10. Các bạn đợi mình một chút xíu nha. Tiếp đến của tuần số 8. Tiếp đến tuần 8 thì các bạn lấy 8 cộng 2 là ra 10 ở bên này. Thì
Ở bạn Nga có thì chúng ta sẽ điền 35 vào đây ạ. Và xét đến sản phẩm B thì lấy 8 cộng 5 là ra 13 thì có tuần 13 ở đây. Thì chúng ta sẽ điền thêm qua bên này. Tiếp đến là lấy 8 cộng 3 thì lấy sẽ ra tuần 11 thì lấy là 40 ở đây. Còn rồi chúng ta sẽ chuyển sang tuần số 9 là 9 cộng 2 là 11, điền nhu cầu 45. 9 cộng cho 5 là 14, xét ở bảng B không có, bỏ qua xét bảng C. Là 9 cộng 3 là ra 12 là 20. Rồi đến tuần thứ 10 thì lấy 10 cộng 2 là ra 12 là 35. Tiếp đến lấy 10 cộng 5 là tuần 15 thì chúng ta sẽ điền thêm ở đây. Tiếp đến sản phẩm C thì lấy 10 cộng 3 là ra 13 là 35. Và chúng ta vẫn còn xét thấy là ví dụ như là tuần 14 của sản phẩm A này chưa được xét tới thì chúng ta phải tăng thêm số tuần ở đây nữa. Để hạn như lên 11. Thì lấy 11 cộng 2 là ra 13. Sản phẩm A không có. Nhưng mà sản phẩm sản rồi sau đó lấy 11 cộng 5 cũng vẫn không có tuần 16 và lấy 11 cộng cho 3 là ra tuần 14, sản phẩm D cũng không có là mình điền không vào đây. Thì mình xét đến tuần thứ 12 ở đây. Lấy 12 cộng với 2 là ra 14, là cuối cùng thì cái phần của sản phẩm A này tuần 14 cuối cùng cũng được xét tới là 45. Lấy 12 cộng 5 thì bằng 17 thì không có ở đây, là 12 cộng 3 bằng 15 cũng không có ở đây. Thì tất cả các tuần ở trong các bảng trong đề này là đã được xét hết ở trong tất cả các tuần ở đây rồi, cho nên chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và cuối cùng chúng ta sẽ tính cái phần tổng nhu cầu S ở đây là sẽ nằm ở dưới đây. Sẽ bằng tổng tổng của các chỉ số ở trên này của ba cái sản phẩm ABC mà mình cộng cho từng tuần ở đây nha các bạn. Thì chúng ta sẽ được một cái bảng như này. Thì chúng ta đã làm xong câu 1 rồi, xác định nhu cầu lượng vật tư S cần thiết. Đó chính là cái dòng mở cuối ở đây. Và yêu cầu đề thứ hai của mình đó chúng ta cần có. Đó chính là thiết lập và lựa chọn mô hình cung ứng tối ưu. Thì đầu tiên chúng ta cũng phải cần phải coi đó là thiết lập và lựa chọn mô hình cung ứng tối ưu, thì mô hình cung ứng tối ưu ở đây là gồm có những mô hình nào. Thì chúng ta ở đây có tất cả là 3 mô hình, gồm mô hình cung cấp theo lô ứng với nhu cầu và kỹ thuật xác định kích thước lô hàng theo mô hình LOQ, và cuối cùng là kích thước xác định kích thước lô hàng theo cân đối từng bộ phận thời gian. Thì để mà có thể lựa chọn này chúng ta phải xét trên từng mô hình nào. Mình sẽ mô hình cung cấp theo lô ứng với nhu cầu thì chúng ta sẽ kể lại cái bảng. Các bạn nên nhớ cái cách kể bảng là gồm 4 hàng tuy như mình trình bày nha mọi người. Nhưng mà cái việc đối với mỗi mô hình này các bạn sẽ bắt đầu cái tuần của mình nó là bằng tuần không trước nha mọi người.
Sau đây mọi người bị lỗi cho nên là mình sẽ là mình cóp lại cái phần nhu cầu này ở trên cái bảng tổng nhu cầu S mình đã làm từ câu A rồi. Sau rồi tới lượng tồn kho sẵn có thì vì mình đọc tên mô hình này là mô hình cung cấp ứng với cái nhu cầu thì kiểu như là mình cần bao nhiêu nhu cầu cần bao nhiêu đó, thì mình cung cấp chừng đó thôi, nên là cái việc mà có lượng tồn kho ở đây là sẽ là không hết nha mọi người. Vậy thì á, để mà có thể đáp ứng cho cái nhu cầu của tháng 1 này thì mình sẽ đưa hàng đến từ tuần 0 luôn ạ. Là mình sẽ điền lại cái này. Nhưng mà bắt đầu từ tuần 0 ạ. Sẽ điền số 0 ở đây tại vì không có cần đưa hàng đến. Và từ bảng trên thì chúng ta sẽ xác định các chi phí liên quan khi mà chúng ta sử dụng cái mô hình này, đó chính là chi phí đặt hàng. Các bạn ký hiệu là bằng C đặt hàng nha mọi người. Là sẽ bằng số đơn hàng mà chúng ta sẽ đặt. Chúng ta nhìn ở đây từ tuần 0 đến tuần 12 thì ở mình sẽ chọn những cái chỗ nào mà không có số 0 á, thì ở đây chúng ta có thể thấy là có 10 tuần là chúng ta đưa hàng đến, còn đây có 2 tuần là chúng ta sẽ không đưa hàng đến. Hiện tại mọi người có đang nghe Quỳnh nói không ạ? Có Quỳnh. À rồi, Quỳnh tưởng là nó bị đứng hình như hồi nãy. Rồi, chúng ta nhìn ở đây là có 10 đơn hàng. Có 10 đơn hàng. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 đơn hàng thì chúng ta sẽ 10 nhân với chi phí để đặt hàng là 55 ngàn, ở đây đề cho. Và tổng là bằng 550 ngàn đồng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có chúng ta cần phải tính chi phí tồn trữ ở đây. Nhưng mà chúng ta nhìn đây lượng tồn kho sẵn có chúng ta là bằng 0, cho nên là chúng ta ở đây cũng là bằng 0 luôn ạ. Từ đó chúng ta sẽ tính được tổng chi phí, chúng ta ký hiệu là bằng TC1 thì sẽ bằng sum của hai chi phí này, là chúng ta đã có được cái tổng chi phí đầu tiên cho cái mô hình đầu ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiến đến mô hình thứ hai là mình sẽ xác định kích thước lô hàng theo mô hình LOQ. Thì về mô hình LOQ thì mình phải xác định được chậm lại chút được à mình nghĩ là có thể là các bạn có thể là kiểu như là nhìn cái cách làm của mình ấy, nếu như không hiểu ở đâu thì mấy bạn hỏi, còn cái file này á thì tụi mình có thể gửi lại sau cho mấy bạn cũng được ạ. Nên là không không cần viết đâu, kiểu như là mình hồi xong rồi mình xài sai file Excel này xong rồi mình nhìn cái cách tính luôn, quan trọng là cái lúc mình bạn coi xong rồi bạn có hiểu cái cách để làm thôi chứ biết là không có kịp luôn á. Không, cái này là cũng tùy hơn, nói chung là giờ mình tiếp tục nha. Mô hình thứ hai đó là kỹ thuật xác định kích thước lô hàng theo mô hình LOQ. Thì nhắc tới LOQ thì đầu tiên chúng ta phải xác định được sản lượng tối ưu quy sao. Và cái này sẽ được xác định theo công thức giống như các bạn
Đại học đó là bằng căn bậc 2 của 2SD chia cho hết. Ô mình ghi ở đây thì thôi các bạn tự tìm công thức nha, là bằng căn căn bậc 2 căn bậc 2 của 2SD chia hết. Nhưng mà ở đây á, thì các bạn cần làm theo hướng đó là S chính là chi phí để đặt hàng thì chúng ta đã có trên đề đấy rồi là 55.000. Và H á, chính là chi phí tồn trữ. Chi phí tồn trữ cũng là bằng 250 đồng ở đây. Thì ở trên đề cũng có luôn. Thì chúng ta vẫn còn đang thiếu D. Thì D của chúng ta sẽ bằng nhu cầu của chúng ta là sẽ bằng nhu cầu của tất cả các này của tất cả các tuần đây ạ. Nhu cầu của tất cả các tuần. Xong rồi, một năm á, một năm thì có à không? Nói với bạn sao nhỉ? Cái này giống như kiểu như là tại vì nhiều tuần ở đây thì mình cần tính cái nhu cầu trung bình á, thì mình cộng hết cái này lại xong rồi mình sẽ chia cho 12 ạ, để lấy giá trị trung bình. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ thay cái đáp án D này nè bằng 62,9 này vào cái công thức này, chúng ta xác định được cái sản lượng tối ưu quy sao của chúng ta. Là các bạn có thể bấm máy tính ra và bằng xỉ 166 ạ. Tại vì trong đây mình quên cái hàm mà để tính á, căn bậc 2 rồi, cho nên là các bạn có thể thông cảm tìm tìm công thức mà thầy dạy trong sách ấy ạ. Bạn chỉ cần thay vào thôi là xấp xỉ là bằng 166 đơn vị. Sau đó chúng ta lại tiếp tục kẻ bảng giống như là cái mô hình một. Và tiếp tục chúng ta kể bạn giống giống như cái mô hình ở trên này thì mình copy lại nha. Kiểu như là phải nhớ là kể bạn là gồm tổng nhu cầu, mình ghi nhu cầu ở đây, ghi tổng mình. Rồi lượng tồn kho sẵn có và lượng hàng đưa đến. Vẫn là 12 tuần thì tổng nhu cầu là vẫn giữ nguyên. Còn lượng hàng đưa đến ở đây chúng ta là để cho cái là để phục vụ cho cái tuần thứ nhất đây nè. Lượng hàng đưa đến ở đây là mình đã tính là 166 á, kiểu như là mỗi lần mình đặt hàng á là mình sẽ đưa đến 166 đơn 6 sản phẩm. Thì để phục vụ cho để mình xóa hai cái này. Để mình phục vụ cho 50 nhu cầu cho tháng 1 thì mình phải đưa hàng đến là 166. Ở tuần 0 để phục vụ cho tuần 1. Để lượng tồn kho sẵn có ở đây là chúng ta sẽ tính là bao nhiêu? Là bằng 166 này nè, trừ cho cái lượng nhu cầu đã phục vụ thì như vậy. Và tiếp theo rồi cho tuần thứ hai á thì là chỉ bằng không thôi, nên là mình giữ nguyên lại cái này, không có nhu cầu để phục vụ. Tiếp tới tuần thứ ba thì mình sẽ lấy 116 này, lượng tồn kho lúc này sẽ bằng cái lượng này trừ cho nhu cầu phải phục vụ là còn dư ra 11.
mà tới tuần tiếp theo lại cần tới 60 lần thì không thể đáp ứng, thì lúc này mình sẽ đặt hàng thêm một lần nữa. Đặt hàng là 166 thì tồn kho này sẽ bằng lượng tồn kho của kỳ trước cộng với lượng hàng đưa đến và trừ cho nhu cầu, giống như công thức hôm qua tụi mình học quản trị cung ứng đó, là kiểu như là lượng tồn kho cuối kỳ sẽ bằng lượng tồn kho đầu kỳ, ở đây là 11 cộng cho lượng hàng đưa đến là XT đó, rồi xong trừ cho DT là nhu cầu ở đây à. Rồi nhìn sang tháng sau là 65 thì vẫn 177 này vẫn đáp ứng được, cho nên là mình trừ tiếp thôi. Rồi nhìn sang tháng 6 là 100 mà giờ mình có 52 rồi, vậy là mình phải đặt hàng tiếp 166. Vậy tuần 6 ở đây chúng ta sẽ bằng tồn kho kỳ trước cộng với tồn kho đầu kỳ cộng với lượng hàng đưa đến trừ cho nhu cầu là 118 ạ. Rồi 118 tiếp theo là 118 vẫn đủ cho 145, cho nên là 118 trừ cho 45 là 73. Nhìn tiếp cho tháng 8 là tới 120, 73 không có đủ, cho nên là mình phải đặt hàng thêm 186 nữa. Cái này tồn kho sẽ bằng lượng tồn kho còn lại cộng cho lượng hàng đưa đến và trừ cho nhu cầu. Vâng, 119 thì vẫn đủ cho cung cấp cho tháng tuần chính là 65. Thì tồn kho đây chúng ta sẽ bằng 119 trừ cho 65. Nhìn sang tuần 10 thì cần tới 100 lận nhưng mà chỉ có 54 thì chúng ta lại đặt hàng tiếp. Lượng tồn kho ở đây chúng ta sẽ bằng 54 cộng cho lượng đặt hàng và trừ cho nhu cầu lúc đó. Và cái này là nhu cầu không nên là chúng ta không có ấy, thì chúng ta giữ nguyên lại là 120. Và lượng tồn kho lúc này chúng ta sẽ bằng 120 trừ cho nhu cầu ở đây là 45. Và chúng ta còn dừng này. Và từ bảng trên ta có đầu tiên là giống y chang như trên đây, thì chúng ta sẽ tính lại các cái chi phí đặt hàng và chi phí tồn trữ. Chi phí đặt hàng lúc này là chúng ta sẽ nhìn ở đây là đặt hàng một đơn 2 3 4 5, 5 đơn sẽ bằng 5 nhân cho chi phí đặt hàng đề cho là 55.000. Chi phí tồn trữ chúng ta sẽ bằng chi phí tồn trữ thì mình phải cộng hết lại mấy cái tồn kho trước đó lại, xong rồi mình nhân cho chi phí tồn trữ là 250 để đề cho. Rồi chúng ta sẽ tính DC2 chi phí cho cái mô hình thứ hai à, là sẽ bằng sum của hai cái này. Vâng, và chúng ta có chi phí cho mô hình thứ hai. Chúng ta đã hoàn thành xong mô hình thứ hai và chỉ còn một mô hình cuối nữa để chúng ta có thể xét đến là mô hình xác định kích thước, mô hình cân đối theo từng bộ phận thời gian. Còn một mô hình nữa thôi mọi người. Thì chúng ta cần kẻ bảng ở đây đó chính là các tuần kết hợp tiếp theo là lũy kế nhu cầu ròng. Lũy kế rồi tới là lũy kế chi phí tồn trữ theo thời kỳ. Và còn nữa là chúng ta sẽ tính chi phí đặt hàng, chi phí tồn trữ và cuối cùng là tổng chi phí, chúng ta ký hiệu là TC luôn ạ. Mục đích của cái mô mô hình thứ ba này á
Có nghĩa là chúng ta sẽ xem xét là chúng ta sẽ đặt hàng cho một thi 2 tuần thi 3 tuần á, để đạt được cái chi phí thấp nhất. Thì ở đây á, cái mà điều kiện để chúng ta quyết định là có đặt hàng một đơn hàng đó cho bao nhiêu tuần á, thì chúng ta sẽ so sánh giữa chi phí đặt hàng và chi phí tuần chữ, để hai cái chi phí đó nó xấp xỉ nhau á, thì chúng ta sẽ chọn là đặt hàng lúc đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định tuần đầu tiên, nhu cầu của tuần đầu tiên là 50. Chúng ta nhìn cái phần nhu cầu giống như kiểu mình xét ở trên đây từ bảng 1 á, là 50, tuần thứ 2, tuần thứ 3 ở đây. Thì lát mình sẽ cộng lại ở dưới đây. Là 50. Thì cái chi phí tuần trữ ở đây á là, thì cái đó nhập về xong cho tuần 1 luôn thì không có chi phí tuần trữ, là bằng 0 luôn mọi người. Chi phí đặt hàng là bằng 55.000 giống như ở trên đề cho. Chi phí tuần trữ là như bên này là bằng 0. Vậy tổng chi phí thì sẽ bằng sum của cái này. Theo là mình kết hợp tuần 1, xong rồi bây giờ mình thêm tuần số 2 vô nữa, là bằng mình cộng nhu cầu là 50 cộng với nhu cầu của tuần thứ 2 là 0. Thì ở đây cũng chi phí tuần trữ ở đây cũng là 0 không luôn á. Ở đây cũng là 5.500. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kết, nói chung là chúng ta sẽ phải kết hợp các tuần cho đến khi nào mà chi phí đặt hàng và chi phí tuần trữ xem nhau. Ở đây là chúng ta nhìn nó cách biệt một trời một vực luôn. Giờ mình tính chi phí của tuần 1, tuần 2, tuần 3 là lấy 50 cộng 0 cộng 105 lại rồi, là bằng 155. Thì chi phí tuần trữ theo thời kỳ ở đây á thì sẽ bằng 0 là mấy cái tuần ở trên á, xong rồi mình cộng với 105 là cái nhu cầu của cái tuần số 3. Xong rồi nhân cho 2. Mình nhân cho 2 ở đây á là mình xét cái 105 này là của tuần thứ 3 so với tuần thứ 1 là cách 2 tuần, mình phải tuần trữ 2 tuần lận. Xong mình nhân cho chi phí tuần trữ là 250. Cái gì? Là 52.500. À mình nói nhanh quá họ, à, mình có thể nói lại chỗ này cho mọi người nghe nha. À, mình kết hợp đến khi nào mà chi phí đặt hàng cộng với chi phí tuần trữ là xem nhau. Vậy thì ở đây á, chi phí lũy kế tuần trữ theo thời kỳ chúng ta sẽ tính bằng cách đó là cái không này á, là chi phí mình cộng từ phía trên này, xong mình cộng với cái nhu cầu của tháng 3 là 105, xong mình nhân với 2. 2 ở đây á là bằng giống như kiểu lấy 3 trừ 1 á, là cái tuần thứ 3 so với tuần thứ 1. Xong mình nhân với chi phí tuần trữ đề cho là 250.000, mình sẽ ra bằng tuần đó. Và chi phí đặt hàng ở đây vẫn là 550, 55.000. Chi phí tuần trữ của chúng ta sẽ bằng bằng cái ô này. Và tổng chi phí của mình thì sẽ bằng hai cái này cộng lại với nhau. Xong rồi mình lại kết hợp tiếp 3 tuần thứ 4 là ở đây là nhu cầu 150 cộng 0 cộng 105 cộng 60 là bằng 215. Xong cái nhu cầu, cái lũy kế chi phí tuần trữ theo thời kỳ á, lũy kế có nghĩa là cộng dồn vô, có nghĩa là lấy 0 cộng 0 xong rồi cộng thêm 52.500. Ở đây thì mình lấy đại diện là cái ô 52.500 này nè, xong mình cộng thêm vô. Rồi cái nhu cầu á, của tháng 4 á, là 60, xong mình nhân cho số tuần cách đó là lấy 4 trừ 1 là ra 3, xong mình nhân cho chi phí tuần trữ là bằng 97.500. Xong rồi mình nhìn so sánh ở đây là cái này chi phí tuần trữ vượt quá đây rồi,
Còn ở đây là hai cái chi phí đặt hàng và chi phí tuần chủ xin xem nhau nè. Cho nên nó là cái tuần này là sẽ là cái đơn đặt hàng đầu tiên của mình. Cái này bị vô ra thì bắt đầu mình lại xét từ tuần thứ tư. Tuần thứ tư nhu cầu là 60. Ở đây là chi phí lũy kế là vẫn bằng 0. Xong rồi chi phí đặt hàng vẫn là 55.000. Chi phí tuần chủ là bằng 0. Kiểu mọi người sẽ tiến hành kết hợp các tuần với nhau giống y chang như nãy giờ mình làm ba cái tuần này à. Xong rồi chúng ta sẽ ra các đơn hàng phù hợp và mình hướng dẫn cái này là mình sợ mấy bạn không hiểu phần này cho nên mình hướng dẫn cái phần này thôi, còn cái mà đáp số hay là gì đó thì mình đã gửi ở trên lớp trưởng đã tổng hợp gửi trên Google Drive rồi ấy, cho nên là các bạn vô đó tham khảo nha, tại vì nếu như mà tiếp tục ngồi giảng làm theo từng ngữ này thì khá là lâu ạ. Mình đã kết thúc cái phần hướng dẫn câu 3 rồi, thì có bạn nào có thêm câu hỏi gì không ạ? Đợi đợi mình một xíu nha, đợi mình một xíu nha. Chi phí đặt hàng ở mô hình 1 sao lại nhân cho mình? Ở mô hình 1 chi phí đặt hàng. À, nhân cho 10 á, nhân cho 10 ở đây á có nghĩa là giống kiểu đề cho là chi phí đặt hàng là 55.000 cho một đơn hàng á, cái này là trên một đơn hàng kiểu như là một lần đặt hàng á. Mình nghĩ không ra. Bị gì đó. Xong rồi ý là 55.000 cho một đơn hàng. Mà ở mô hình 1 này từ tuần 1 từ tuần 0 cho đến tuần 12 thì chúng ta đặt hàng. Đây là lượng hàng đưa đến là đưa đến lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6, lần 7, lần 8, lần 9 và lần 10. Thì mình có 10 đơn hàng ạ, 10 đơn hàng cho nên là mình nhân với 10. Ý ý là vậy ạ. Có bạn nào có thêm câu hỏi nào nữa không ạ?